Nghi vấn Hằng Du Mục không được gặp con trong nhiều ngày, chồng kiếm chuyện vì số tiền 20 tỷ. Thông tin chưa xác thực này một lần nữa đã làm dấy lên sự quan tâm về cuộc sống hôn nhân của Hằng Du Mục. Ồn ào suốt khoảng 10 ngày vừa qua như chuyện hôn nhân của Hằng Du Mục, Nguyễn Thái Hằng, sinh năm 1995 và chồng ngoại quốc, Tôn Bằng vẫn chưa có hồi kết. Trong diễn biến mới nhất, cư dân mạng bàn tán về tin đồn đang được lan truyền cũng như động thái mới của chiến thần livestream. Theo đó, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một bài đăng được cho là của Tôn Bằng. Tại đây, chồng Hằng Du Mục kể lại chuyện quá khứ như từng yêu thương và chiều chuộng vợ, từng học nấu ăn và dọn dẹp việc chỉ để vợ vui. Về chuyện làm ăn, bài đăng cho biết Tôn Bằng đầu tư cho vợ bán mỹ phẩm vào cuối năm 2021, không hiệu quả nhưng anh cũng không nói gì. Sau đó chính Tôn Bằng đã động viên vợ livestream vì lúc này cô vẫn còn ngại ngùng. Ngoài ra Tôn Bằng còn là người tìm nguồn hàng cho vợ kinh doanh, đặc biệt là táo đỏ. Năm 2024, để công việc của vợ phát triển hơn, Tôn Bằng đưa gia đình về thành phố sống. Đặc biệt trong bài đăng này còn nhấn mạnh về thu nhập của Hằng Du Mục. Theo đó gia đình không hề tiêu tiền do cô làm ra, tất cả tiền hoa hồng livestream của Hằng Du Mục đều do cô tiết kiệm. Ngay cả khi cô bán sản phẩm của cửa hàng gia đình, Tôn Bằng cũng trả cho vợ 10% hoa hồng. Vợ chồng Tôn Bằng bắt đầu gặp trục trặc kể từ khi Hằng Du Mục về nước livestream. Sau hai phiên live, cô ấy kiếm được hơn 20 tỷ đồng và bắt đầu coi thường tôi. Cô ấy còn liên lạc với một người đàn ông quen biết từ nhiều năm trước, tức là quản lý của Hằng Du Mục, để giúp đỡ. Cô ấy không còn kiên nhẫn với tôi nữa. Cô ấy không còn tình cảm với tôi nữa. Dù thông tin chưa được xác thực và trên kênh của Tôn Bằng cũng không có bài đăng này, song cư dân mạng đã để lại rất nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn bình luận vẫn bênh vực Hằng Du Mục, cho rằng cô đã cố gắng rất nhiều vì gia đình, còn Tôn Bằng thì ngoài việc tác động vật lý đến vợ lại còn hay lên mạng kể công và tính toán chi ly. Ngoài ra cũng có người nhận xét không biết ai đúng ai sai nhưng lý do sau cùng vẫn chỉ là vì tiền. Về phần Hằng Du Mục, cô chưa có bất cứ chia sẻ nào về tin đồn này. Đến trưa ngày 25 tháng 6, cô đăng ảnh hai con nhỏ, đính kèm caption đợi mẹ nhé và icon trái tim vỡ đôi. Nhiều người cho rằng bài đăng của Hằng Du Mục ngầm thông báo cô vẫn chưa được gặp hai con nhỏ và để lại vô số bình luận động viên. Chỉ sau 6 giờ đăng tải, chia sẻ của Hằng Du Mục đã có đến 103k lượt yêu thích. Trong một diễn biến khác, bạn thân Hằng Du Mục cũng tiết lộ thêm tình hình của Hằng hiện tại, tiền mình làm ra không được xài, con mình đẻ ra không được gặp, nhà mình mua không được ở. Đặc biệt, trong đoạn hội thoại được cho là của Hằng Du Mục với người này, cô xác nhận chuyện nhà đến nông nỗi này là do đối thủ chơi xấu, kích động chồng mình. Có há? Nhắn tin kích động quá trời. Nhưng đây cũng là liều thuốc thử. Thay vì ổng tin tôi, ổng tin họ, được cho là tin nhắn của Hằng Du Mục. Vào tối ngày 23 tháng 6 vừa qua, Hằng Du Mục tiếp tục lên livestream bán hàng sau ồn ào hôn nhân. Cô cho biết các vết thương ở tay và mặt của mình đã đỡ hơn.